Jeon Jeobin, người tình của Song Joong Ki trong Vincenzo, tài năng nở mũi của điện ảnh xứ Hàn. Không có rating quá khủng như Cuộc Chiến Thượng Lưu hay được quan tâm bởi những sự cố như Sông Đón Trăng Lên, như Vincenzo vẫn tạo được dấu ấn riêng của mình trong cuộc chiến trên màn ảnh nhỏ xứ Hàn đầu năm nay. Ngoài nội dung kịch tính mới lạ cùng sự tái xuất của Song Joong Ki thì Vincenzo còn mang đến cho khán giả một gương mặt lạ mà quen, nữ diễn viên Jeon Jeobin trong vai nữ chính Hong Ja-yeon. Lần đầu hợp tác cùng Song Joong Ki trong bộ phim truyền hình Vincenzo, Jeon Jeobin nhận được sự phản hồi tích cực về nhan sắc. Ngay từ những ngày đầu tiên công bố dự án Vincenzo, Jeon Jeobin đã nhanh chóng được cư dân mạng chú ý đến. Điều này có lẽ đã quá quen thuộc đối với bất kỳ mỹ nữ nào được sánh vai với các nam thần hạng A của màn ảnh Hàn Quốc. Thế nhưng việc tình mới của Song Joong Ki lần này lại là một gương mặt lạ lẫm và có phần khá kín tiếng trước đó khiến người xem thêm tò mò. Vậy rốt cuộc, Jeon Jeobin có điều gì đặc biệt mà có thể lọt vào mắt xanh của nam thần xứ Hàn cơ chứ? Đóa hoa đỡ muộn của điện ảnh Hàn Quốc. Sinh năm 1989 và năm nay đã bước qua tuổi 32, nhưng Jeon Jeobin mới chỉ có gần 6 năm kinh nghiệm trong nghề. Tiếp xúc với nghệ thuật ngay từ khi theo học ngành giải trí phát thanh tại Đại học Nữ sinh Đông Rúc. Song, Jeon Jeobin lại khởi nghiệp khá muộn so với hầu hết đồng nghiệp. Có thể nhiều người sẽ thắc mắc là nếu thực sự có tài thì sao đến giờ khán giả mới dần biết đến Jeon Jeobin khi cô đã bước sang tuổi 32, trong khi đa số những người định hướng xây dựng sự nghiệp ở làng giải trí thường bắt đầu sớm từ tuổi thiếu niên. Cơ duyên đến với nghiệp diễn xuất của Jeon Jeobin là vào năm 2015, khi Jeon Jeobin 26 tuổi, cô được nữ đạo diễn Moon Sori phát hiện khi góp mặt trong đoạn trailer giới thiệu của liên hoan phim Phụ Nữ Seoul. Ngay sau đó, Jeobin nhận được lời mời tham gia phim ngắn The Best Director từ Moon Sori, đạo diễn, nhà biên kịch kiêm diễn viên có tiếng Hàn Quốc. Cùng năm, sao nữ sinh năm 1989 lần đầu xuất hiện trên màn ảnh nhỏ qua vai phụ trong phim truyền hình cổ trang The Treacherous. Dù chỉ là những vai nhỏ nhưng những cơ hội này đã giúp ích rất nhiều cho một cá nhân còn bỡ ngỡ với nghệ thuật thứ bảy như cô. Một trong những cột mốc đáng nhớ nhất của nữ diễn viên sinh năm 1989 trong giai đoạn đầu sự nghiệp là tham gia vào bộ phim Prior Dance của đạo diễn Lee Sang-deok. Vai diễn trong phim này đã giúp cô nhận giải nữ diễn viên mới xuất sắc nhất tại Mary Claire Film Festival 2018. Vai nữ chính đầu tiên đến tay cô vào năm 2017 với bộ phim điện ảnh After Madness năm 2018. Đồng thời đánh dấu bước ngoặt lớn khi nhờ đó Jeobin xuất sắc mang về danh hiệu nữ diễn viên của năm tại Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 22 và giải ngôi sao độc lập tại Liên hoan phim độc lập Seoul 2017. Những năm sau đó, cô liên tục đảm nhận vai chính trong cả phim truyền hình lẫn điện ảnh như Soyeon trong Forbidden Dream 2019, Kim Hye-kyung trong Secret You và Jaehyun trong Night in Paradise 2020. Cô nàng cũng có màn đá sơn sang truyền hình rất thành công với Pimela Dramatis, bộ phim xoay quanh những lo lắng của ba người phụ nữ trước ngưỡng 30 tuổi. Phim nhận được những phản hồi rất tích cực, Jeon Jeobin nhờ thế cũng được nhiều người biết đến hơn. Với gia tài không quá đồ sộ, chỉ 12 phim điện ảnh và 4 phim truyền hình sau hơn nửa thập kỷ làm nghề, nữ diễn viên đang dần ghi dấu ấn trong lòng khán giả nhờ năng lực thực sự. Nhan sắc độc lạ. Nữ diễn viên 32 tuổi tuy không sở hữu nhan sắc đúng chuẩn nữ thần, nhưng khí chất và vẻ ngoài khác lạ của cô lại vô tình trở thành nam châm, thu hút sự chú ý của công chúng. Nét độc lạ này trở thành thương hiệu riêng của Jeon Jeobin, và khi nhắc đến tên cô là ngay lập tức khán giả sẽ nhớ ngay cô diễn viên với ngoại hình tuy không nghiêng nước nghiêng thành nhưng lại để lại dấu ấn sâu đậm. Khi phim ảnh Hàn Quốc đang ngày càng có nhiều nữ diễn viên không đẹp theo quy chuẩn, được yêu thích nồng nhiệt như Shin Hye-sun hay Kim Dami. Thế nhưng, không vì thế mà nữ diễn viên tự đóng khuôn mình trong bất kỳ hình tượng nào. Trong After Madness, cô nàng hoàn toàn ăn khớp với vai nữ sinh non trẻ, nhiều suy tư, đấu tranh với cuộc sống. Hay sự mong manh buồn bã của cô nàng ở Mary Street with Mr. Moon cũng khiến người khác phải rung động. Suy cho cùng, Jeon Jeobin luôn cố hết mình làm mới hình ảnh bản thân, làm khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Trên mạng xã hội, khó mà thấy cô khoe những hình ảnh về cuộc sống hào nhoáng như nhiều ngôi sao khác, vì theo chính nữ diễn viên từng chia sẻ, đời tư của cô không hào nhoáng chút nào. Khi không phải quay phim, Jeon Jeobin có cuộc sống khá hướng nội, với những thú vui như đọc sách, đi dạo hoặc ra rạp xem phim một mình. Cô sống chậm, trân trọng những giây phút riêng tư và khoảng thời gian dành cho bản thân. Jeon Jeobin chưa công khai yêu ai và giới truyền thông cho rằng hiện tại cô thực sự đang độc thân. Nhưng với những tương tác ăn ý và ngọt ngào trên phim Vincenzo, nữ diễn viên đang vướng tin đồn phim giả tình thật với Song Joong Ki. Jeon Jeobin trong Vincenzo. Cuối năm 2020 vừa qua, Jeobin chính thức xác nhận sẽ tham gia bộ phim truyền hình Vincenzo cùng nam diễn viên Song Joong Ki với vai Hong Ja-yeon, một luật sư có tính cạnh tranh, lém lĩnh và hơi khác thường. Đây cũng là lần đầu tiên cả hai hợp tác với nhau, mang lại nhiều phấn khích và hy vọng cho khán giả. Trên tạp chí Elle số tháng 2, nữ diễn viên chia sẻ sự tâm huyết dành cho vai diễn lần này và tự tin sẽ hoàn thành tốt nó vì đây là một nhân vật khá độc đáo.
Có thể nói, Vincenzo là cột mốc lớn đối với sự nghiệp diễn xuất của Seo Jae-bin. Việc sánh đôi cùng Song Joong-ki khiến cô được chú ý ngay từ những ngày đầu tiên bắt đầu dự án. Sự xuất hiện nhân vật này đã khiến người xem liên tưởng đến hình ảnh của những điên nữ như Go Moon-young, Điên thì có sao, hay Jo Ji-seo, tầng lớp Itaewon với tính cách dám nghĩ, dám làm, dám nói và thoát ra khỏi các quy chuẩn về giới tính thông thường. Trong Vincenzo, với vai nữ luật sư Hong Chae-yeon độc miệng, không từ thủ đoạn để giành chiến thắng trên tòa án, diễn xuất lố lăng của Seo Jae-bin trong phim gây ra không ít tranh cãi khi Vincenzo vừa lên sóng, biến Hong Chae-yeon trở thành một trong những nữ chính bị ghét của màn ảnh Hàn. Đến các tập gần đây, khán giả đã thay đổi suy nghĩ khi cảm nhận được nét diễn duyên lạc của cô. Sự cay độc, biểu cảm chanh chua đanh đá của Seo Jae-bin đã chứng minh cho cô quá phù hợp với nhân vật này. Màn hóa thân hết mình của Seo Jae-bin đã mang đến một Hong Chae-yeon tràn đầy sức sống. Cùng với Vincenzo, cả hai đã tạo thành một cặp song sát trong phim, trả thù những kẻ phản diện làm khán giả vô cùng thỏa mãn. Về phía Song Joong-ki, anh dành nhiều lời khen cho bạn diễn sắp tới của mình. Nam diễn viên cho biết, Seo Jae-bin là nữ diễn viên có diễn xuất không chỉ thú vị khi xem mà rất mới lạ. Với vai trò đồng nghiệp, anh cảm thấy ghen tị với nhiều khía cạnh tài năng của cô và Jae-bin là đối tác mang lại cho anh nhiều động lực. Tài tử họ Song cũng tự tin vào sự quyến rũ của người tình màn ảnh mới khi cùng làm việc trên phim trường. Ngoài khả năng nhập vai tốt, đem lại cảm xúc cho người xem, thì nhân vật Hong Chae-yeon do Seo Jae-bin thủ vai còn gây ấn tượng bởi gu thời trang công sở cực thời thượng nhưng vẫn đủ thanh lịch và tinh tế. Một nhân vật muốn cuốn hút được khán giả không chỉ cần có cách xây dựng tính cách tốt mà còn phải có yếu tố thời trang đi kèm. Điều đó thì nhân vật Hong Chae-yeon đã và đang thực hiện rất ấn tượng, tạo dựng được thương hiệu nữ cường mới cho màn ảnh nhỏ Hàn Quốc. Vincenzo đã cán mốc rating cao nhất vào tập 6 khi lên sóng với 11,082%. Câu chuyện phim đang dần tập trung vào những tình tiết hấp dẫn và mối quan hệ giữa cặp đôi nam nữ chính do Song Joong-ki, Seo Jae-bin thủ vai cũng ngày càng thú vị hơn. Chắc chắn, rating của phim sẽ còn tăng trưởng hơn nữa trong thời gian sắp tới. Hy vọng Vincenzo sẽ có được những cột mốc ấn tượng trong các tập còn lại để Seo Jae-bin nói riêng và các diễn viên khác của phim nói chung gặt hái được những thành quả xứng đáng. 2021 sẽ là một năm bận rộn. Tiếp tục thành công trong làng giải trí, Seo Jae-bin đang chuẩn bị cho một bộ phim truyền hình khác. Trước đây, có thông tin cho rằng Seo Jae-bin đang thảo luận để tham gia bộ phim sắp tới có tên Click. Sau đó, vào ngày 15 tháng 3, đã có thông tin xác nhận rằng người phụ nữ hàng đầu của Vincenzo sẽ có mặt trong bộ phim mới trên Netflix. Theo báo cáo, Seo Jae-bin sẽ vào vai Hong Ji-hyo, một người phụ nữ mạnh mẽ đang truy đuổi tìm bạn trai của mình sau khi anh ấy biến mất giữa cuộc hành trình của họ cùng nhau. Trong khi cô ấy đang tìm kiếm đối tác của mình, Hong Ji-hyo hợp tác với các thành viên cộng đồng UFO. Đạo diễn Ron Deok, người đứng sau bộ phim Very Ordinary Couple, SF8 và Journalist, sẽ chỉ đạo bộ phim truyền hình mới của Seo Jae-bin. Dự án phim truyền hình này được dự đoán sẽ nhận được sự quan tâm và yêu thích của khán giả. Bên cạnh cốt truyện mới mẻ, đây là một cơ hội mới để gặp lại Seo Jae-bin trên màn ảnh nhỏ với một vai trò hoàn toàn mới. Dàn diễn viên cuối cùng và các chi tiết liên quan đến bộ phim truyện vẫn chưa được công bố.